rất thích được tham gia trò chơi và đợi đến lượt chơi của mình. Qua trò chơi giúp các con rèn khả năng quan sát và tập trung, vận động cơ thể, góp phần tăng cường sự phát triển của trẻ. Trò chơi rất dễ sử dụng, có thể áp dụng cho các bạn lớp mầm, chồi, lá. Các bé hứng thú khi tham gia trò chơi, các bạn reo hò cổ vũ cho các bạn